Vậy tại sao chị không gặp chị Phương để nói rõ cho chị hiểu, để chị đừng có nghi oan cho chị nữa? Chị đã nói rồi, nhưng mà tình ngay lý gian. Vậy thì mặc kệ họ đi, muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Chị bây giờ có nhà thì không ở được, phải chui rút trong cái ổ chuột vậy nè. Họ còn chưa vừa lòng nữa hả? Thôi, em đừng nói tới chuyện đó nữa. Em mang đồ ăn qua nhà giúp chị nha. Ừ, để sẵn tiện á, em canh chừng anh Tâm giùm chị luôn cho. Em lại nữa rồi. Chị cứ để mặc em đi, cái nghề này là nghề của em mà, chị cứ giao cho em đi. Cậu Út. Hả? Cái chuyện gì vậy con? Ngoại không chịu cho con tắm cho ngoại. Ngoại không chịu ai tắm hết á. Ngoại cứ đòi cô Thanh Trang hoài. Vậy à? À, con vô thay đồ đi. À, má, má nhìn kìa, chị Thanh Trang chỉ về rồi. Má đi tắm nha má. Đi tắm với Thanh Trang nha. Má đi với chị Thanh Trang đi má. Dạ dạ. Đi tắm nha má. Đây, Thanh Trang dẫn má đi tắm nè. Đây nè má. Đi tắm với Thanh Trang nha. Của má đâu rồi? À, Thanh Trang hả má? À, Thanh Trang sắp tới rồi má. Thanh Trang hả má? Cậu cậu, con nấu thuốc xong rồi nè cậu. Cảm ơn con. Nè Thanh Trang nè, đây nè, đây là nước đường ngon lắm á má, ngọt lắm á, nước mật ong má uống miếng nha má. Không, má không uống đâu. Thanh Tâm, con cứ dỗ ngọt má hoài à, con tưởng má không biết hả? Không có đâu, cái này nước đường thiệt mà má. Con tưởng má đỡ hả? Để đó cho cậu. Có người bấm chuông kìa, có ra ngoài có ai? Sao vậy, em chưa chịu về nữa? Định ở đây làm người giúp việc luôn hả? Nó nhỏ thôi, chờ em chút. Nhỏ cái gì mà nhỏ? À, Long hả? Ngồi xuống đi con, vô ngồi dạ, chơi. Dạ cậu. Ngồi đi. Thôi, con không ngồi đâu. Con qua rước Hồng Ánh về, sáng ngày mai con phải ra tiệm sớm nữa. Tụi con á, sắp có con rồi nên phải tranh thủ kiếm tiền. Tụi con á thì sống tự lập, đâu có giống như anh hai con. Có con rồi á, hết để má con nuôi, giờ để thì vợ nuôi. Tụi con phải vừa lo cho mình, vừa phải tỏ ra có lòng hiếu thảo và sống có tình có nghĩa với mọi người nữa. Ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Cậu thấy con nói có đúng không? Sẵn đây á, con nói với cậu luôn, ngày mai á vợ con không tới được, con đưa vợ con đi khám thai. Mà anh con á thiệt là tốt, biết má con bệnh không cho tới nên bắt vợ con đang mang bầu tới. Trời ơi Long à, sẵn con tới nhà cậu á, đi vô ăn cơm với cậu rồi hãy về nghe. Con cảm ơn cậu, chỉ có cậu á mới biết thương người. Thôi hai vợ chồng con phải về, ngày mai con ra tiệm. Long nè, thôi được rồi. À, cầm tiền đi con, đưa vợ con đi ăn tối đi. Cảm ơn cậu. Thôi cậu cất lại đi, mình là người nhà mà. Con cầm lấy đi, đưa vợ con đi bồi bổ cái gì đó đi. Thôi hai đứa về đi. Cảm ơn.
Thôi con về nha cậu. Ừ, con về. Sao chưa chịu về nữa? Bây giờ sao hả má? Má muốn gì? Má nói cho con biết đi. Minh Anh à? Dạ. Con ăn xong á, tranh thủ thời gian làm bài tập nha. Dạ. Mẹ ơi, hôm nay con nói chuyện với bà nội đó. Vậy hả? Rồi bà nội có nhận ra con không? Dạ có, bà nội có nhận ra con. Nhưng mà bà nội cũng nói cái gì mà gặt lúa. Bà nội nói gì con không hiểu gì hết á. Không lẽ bà nội cứ lẫn như vậy sao? Không biết khi nào bà nội mới tỉnh táo đây. Mẹ cũng không biết nữa con à. Mẹ ơi, lỡ bà nội cứ kêu mẹ là tụi lính luôn thì sao? Minh Anh, con buồn mẹ hả? Dạ không đâu mẹ. Con ước gì bà nội trở thành như ngày xưa. Bà nội kể chuyện ngày xưa cho con nghe nè. Rồi chải tóc cho con. Rồi đưa con ra tới cửa mỗi khi con đi học. Còn bây giờ, những lúc bà nội cứ nhìn con chằm chằm, con sợ lắm. Mẹ ơi, nếu mà mẹ già, mẹ có giống như bà nội không ạ? Cũng có thể chứ. Nhưng mà nếu như vậy á, lúc đó Minh Anh có cần cần mẹ nữa không? Mẹ, con cần mẹ. Lúc nào con cũng cần mẹ hết á. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Mẹ con mình mới dọn ra đây ở, con mới có thời gian yên tĩnh học hành vài ngày à. Vậy mà bây giờ đã muốn về nhà rồi sao? Má à, má hay vô ngủ chút xíu đi má. Má à, thì mình trở vô phòng ngủ đi má. Má, trở vô phòng nha má. Trở vô đây ngủ nha má. Má, hay là má ngồi xuống đó đi má. Mẹ ơi, con nhớ ba quá à. Hay là mẹ cho con nói chuyện điện thoại với ba nha. Ừ. Má ngồi xuống đây nghe, con lấy nước cho má uống nha. Má ngồi xuống đi má. Má ngồi xuống. Má ngồi xuống đi má. Má ngồi xuống, dạ. Yeah. Alo. À, Minh Anh hả con? Ba, ba ăn cơm chưa ba? À, ba ăn rồi, còn hai mẹ con của con. Dạ rồi. Ba ơi, con nhớ ba với bà nội quá à. Ba cũng vậy, ba cũng nhớ hai mẹ con lắm. Nè, Minh Anh nè, con nhớ nghe lời mẹ nghe không? Dạ. Ba ơi, có bà nội đó không ba? Con muốn nói chuyện với bà nội á ba. Bà nội hả? Bà nội đang đi vòng vòng ở ngoài bàn ăn nè con. Con nói chuyện với bà nội nghe. Má ơi má, Minh Anh nó muốn nói chuyện với má nè má. Con ơi, ba nội bận rồi, không có nói chuyện được với con. Dạ, vậy ba nói chuyện điện thoại với mẹ nha.
Alo. Minh Hạnh hả? Anh đây. Em có khỏe không vậy? Em bình thường. Má đâu rồi anh? Má ngủ chưa? Má đang đi lòng vòng nè em. Mà không hiểu tại sao mà từ sáng tới giờ má không có chịu tắm rửa gì hết á. Vậy phải làm sao giờ? Anh mệt lắm phải không? Biết làm sao bây giờ. Anh mong là vượt qua được cái trận này. Hồng Ánh đâu rồi anh? Hồng Ánh tắm cho má chưa? Hồng Ánh hả? Nó về rồi. Nhưng mà má có cho nó tắm đâu. Vậy phải làm sao giờ? Thôi để em chạy qua tắm cho má nha. Chứ má không tắm là má không ngủ được đâu. Không được đâu em ơi. Má mà thấy em á, má la làng lên nữa bây giờ. Mà giả lại giờ này cũng khuya rồi. Ngày mai em còn đi làm nữa mà. Vậy phải làm sao giờ? Má đang làm gì vậy anh? Thì má cứ đi tới đi lui hết phòng này sang phòng khác vậy đó. Mà thôi, để chắc lát anh thử xem coi tắm được má không. Thôi em ngủ đi ha. Dạ. Thôi, con đi học bài tiếp đi. Má ơi. À, má, bây giờ mình đi vô tắm rồi xong mình đi ngủ hả má ha. Má ha, đi tắm nghe má. Má, đi nghe má. Đi chơi ha, con dẫn má đi chơi. Ừ, đi. Ừ, đi nghe má. Má. Má ơi, bây giờ con lau tay lau mặt cho má nha. Rồi má đi ngủ nha. Má ha. Thanh Trang. À, Thanh Trang hả má? Thanh Trang của má đi ra ngoài đi công việc rồi. Bây giờ con trai út của má lau tay lau mặt cho má nè. Rồi má đi ngủ. Rồi con sẽ bóp tay bóp chân cho má nha. Nha. Thanh Trang ơi, Thanh Trang của má đâu rồi? Hay con đem Thanh Trang cho ai rồi? Không có đâu má. Má à, Thanh Trang đi công chuyện rồi. Một lát về thôi mà. Má. 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 Má ngồi xuống đây má. Má ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi. Má à, má nghe con nói nè. Bây giờ đã 12 giờ khuya rồi. Mỗi bữa mới có 9 giờ má đã đi ngủ rồi. Bây giờ má thức khuya vậy á thì ngày mai má thức dậy không có nổi đâu. Má mệt lắm đó. Má nghe lại con trai út của má nha. Má nằm xuống má ngủ nha. Má ngoan nè. Rồi để con đỡ má nằm xuống ngủ nha. Nằm xuống đi. Ngồi xích lên. Đây. Má nằm ngủ nha má. Ủa? Má.
Má à, sao má không ngủ? Má ra đây làm gì vậy má? Thanh Trang, Thanh Trang đâu? Má à, Thanh Trang đâu? Má, má nhìn con nè, cả buổi tối má cứ tìm Thanh Trang hoài vậy má. Con nói cho má biết, Thanh Trang của má mất, mất từ lâu rồi má à. Má à, con biết đi đâu tìm Thanh Trang cho má bây giờ chứ? Má có biết là vì má mà vợ con bỏ nhà ra đi hết không? Má à, má tỉnh lại một chút xíu cho con nhờ được không má? Má ơi, má cứ như vậy hoài làm sao con chịu nổi hả má? Con nói cho má biết, cái cô đó không phải là con gái của má đâu. Cô đó là bác sĩ Nguyên, là bác sĩ của má đó. Từ đây con không tới nhà mình nữa đâu. Má, má, má ơi, má nghe lời con, má vô ngủ đi nghe má. Má, Thanh Thủy. Má, Thanh Thủy đâu rồi? Má bình tĩnh lại má. Dạ. Má ơi, má bình tĩnh lại. Dạ, má nghe con nói nè, má đã 80 tuổi rồi, má cứ như vậy hoài sức khỏe nào má chịu nổi. Má, má ơi. Bình tĩnh lại đi nha. Alo. À, Thanh Tâm đây, Thục Nguyên ơi. Em nghe nè. Trời ơi, khuya rồi mà anh gọi em gì nữa vậy? À, xin lỗi Thục Nguyên, tôi biết giờ này khuya rồi, nhưng mà má tôi... Rồi, em biết rồi. Nói chung là chuyện mà không liên quan đến má anh thì anh đâu gọi cho em đâu. Gì thì anh nói đi. Thục Nguyên à, tôi không biết vì sao mà từ tối giờ má tôi không chịu ngủ gì hết. Tôi nói hết lời rồi, nhưng mà cũng không được nữa. Tôi hết cách rồi cô à. Anh Tâm, em nói với anh rồi, em không phải là Thanh Trang, và em cũng không đến nhà anh nữa đâu. Thục Nguyên, má. Ông ơi, ông không đem Thanh Trang cho người ta nghe. Má. Ông có đem Thanh Trang cho người ta, đừng có cho Thanh Trang. Má. Thương mẹ lắm, thương những buồn vui mẹ mang một đời, lặng im không nói với ai. Thương mẹ lắm, thương những nỗi đau trong lòng mẹ mang, khi những đứa con vẫn còn mải mê giữa dòng đời. Ngày mai đón mẹ về, để lòng con ấm áp yêu thương, hạnh phúc mong chờ, dù biết đêm nay dài lắm. Mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về. Cả đêm không ngủ luôn à? Em có biết không, cả đêm á, má không có chịu ngủ, cứ đi lên đi xuống vậy, đi ra đi vô. Hết đòi Thanh Trang, Thanh Thủy, rồi đòi đi ra ngoài nữa chứ. Em, tại sao má anh lại càng ngày càng nặng như vậy chứ? Thanh Trang. Má. Thanh Trang. Thanh Trang. À, má. Dạ. Con về rồi hả? Má dạ. Về hả? Con về rồi hả con? Gái của má. Đây. Con đây nè. À. Má ơi, hồi tối hôm qua anh chờ má thức, má có mệt không nè? Không. Má chờ con gái má về tắm cho má mới ngủ.
Dạ dạ, để con tắm cho má nha. Rồi bây giờ mình đi tắm nè. Tắm liền nha. Đi 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 đi. Dạ, dạ. Con đi vô tắm cho má ha. Dạ. Đi 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 đi. Đi. Quyên à, để anh tắm cho má anh. Ngại quá. Ngại cái gì? Anh mà nói năng khách sáo như vậy em giận á. Bây giờ anh muốn má nghỉ ngơi hay là muốn bệnh nặng hơn đây? Thằng đâu? Anh để thằng trong đó rồi. Má anh đâu rồi? Má ngủ rồi. Cảm ơn em nha. Cũng may có em tới, nếu không anh không biết. Em thấy thể lực với lại tinh thần của má suy giảm nhanh lắm. Bộ có chuyện gì hả? Tuần trước á, Minh Hạnh có thuê một người giúp việc. Nhìn bề ngoài của ấy thì rất là đàng hoàng tử tế, nhưng mà khi anh chị đi vắng á, thì ở nhà ngắt nhéo và hăm dọa má đủ điều hết á. Bây giờ má thấy người lạ là má la lối sùm à. Ủa, còn chị đâu? À, hai mẹ con dọn ra ngoài ở rồi mà. Sao vậy anh? Má thấy Minh Hạnh má cũng sợ nữa, nên Minh Hạnh và Minh Anh ra ngoài ở rồi. Đợi khi nào má bớt á, thì mới dọn về. Thôi, vậy để em kêu lại toa thuốc khác cho má. Cảm ơn em. Thôi anh chậm mắt chút xíu đi. Cả đêm không ngủ chắc mệt lắm á. Không, anh lát còn phải lên trường nữa. Hồng Anh nó tới đây chăm má giùm anh. Vậy thôi anh có chuyện gấp thì cứ đi. Em trông má cũng được. Tại vì bữa nay em chỉ khám ở viện dưỡng lão thôi, cho nên đến trễ chút xíu không sao. Cảm ơn em. Anh Tâm đâu? Anh đi làm rồi. Cô đến sớm quá ha. Cô cũng đến sớm mà. Bác sĩ Nguyên, cô lợi hại thật. Kể cũng tội chị tôi ha. Hiền lành nhu nhược quá, chuyện gì cũng để trong lòng. Nhưng mà cô á, đều có thấy cổ hiền mà ăn hiếp nha. Anh chị tôi đã có gần 20 năm sống hạnh phúc với nhau rồi đó. Cô hiểu lầm rồi. Tôi tưởng cô luôn là người dám làm dám nhận chứ. Cô vừa có tài, vừa có sắc, sợ gì chẳng kiếm được chồng. Tội gì mà phải bám riết anh tôi vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây là vì bà cụ, không phải là vì ai khác hết. Cô đừng có lấy lý do bà cụ ra để làm lá chắn. Chuyện này á, ai cũng thấy và ai cũng biết hết, không có hay ho gì đâu. Chắc tôi phải nhắc lại lần nữa cho cô hiểu. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì hết, và tôi cũng không lấy ai làm lá chắn hết. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của tôi thôi. Còn cô hiểu hay không á thì tùy cô. Nhưng mà chuyện cô quấy rầy người khác như vậy á thì lại có vấn đề đó. Ủa, bác sĩ Thục Quyên. Chị Minh Hằng. Trời ơi, cả ngày hôm qua bà ngoại cứ nhắc Thanh Trang hoài,
hên mà chị tới rồi chắc bà đỡ rồi ha. Bà cụ mới vừa ngủ đó, tôi cũng cho uống thuốc an thần rồi. Cô canh chừng để cho bà cụ ngủ đủ giấc nha. Tôi về trước đây. À, bác sĩ Thục Quyên. Hả? Bác sĩ về rồi á, bà ngoại tỉnh dậy lại đòi, em biết tiệm đâu ra. Thì cô gọi điện cho tôi. Vậy chị cho em xin số đi. Thì khỏi, anh Tâm có mà. Ừ. Hoặc là hỏi chị Hạnh cũng được. Tôi về trước nha. Hồng Ánh, cô Quyên kia ở đây từ tối qua tới giờ hả? Em cũng không biết nữa, tối hôm qua 8 giờ em đã về rồi. Nè, anh đo giùm cho tôi cái chiều cao từ trên đây xuống dưới nha. Còn anh, một hồi nữa anh phụ tôi mang cái này vô trong lợp. Còn mấy cái đồ này như thế nào đây? Anh Nam nè. Hả? Nè, cô yên tâm đi, tôi sẽ bàn giao cho cô cái công trình này đúng hạn mà. Không phải chuyện đó. Cái chuyện gì? Anh có biết là cậu mời anh mỗi người ở một nơi rồi không? Tưởng chuyện gì, cái chuyện đó đâu có mới. Ủa, anh biết rồi hả? Ừ. Vì sao anh tỉnh bơ vậy? Trời đất, tôi không tỉnh bơ chứ giờ tôi làm gì. Tôi hỏi anh nè, có phải chuyện này là do cô Thục Quyên gây ra đúng không? Cô nghe, đúng là chưa có đạt tới cảnh giới cao, ăn nói không đâu vô đâu hết trơn. Anh đừng có làm mặt tỉnh nữa. Có biết là cậu của anh á với cô Thục Quyên đó đó dọn về ở chung với nhau rồi chưa? Thôi đi cô ba ơi, mợ của tôi dọn ra ngoài á là vì bà ngoại của tôi. Cái chuyện đó ai mà không biết. Nhưng mà tôi nghi lắm, chắc chắn là ở bên trong hai người đó còn đã gian díu với nhau. Ừ, tôi kể anh nghe chưa, hồi sáng nay tôi đến nhà của cậu anh á, vừa mới bước cửa bước vô tôi thấy cô Thục Quyên ngồi chễm chệ trên ghế. Biết cô đang làm gì không? Làm gì? Cô đang ship mền. Wow. Cô đang ship mền đó. Wow. Bởi vậy cho nên tôi suy luận ra á, chắc chắn tối hôm qua cổ ngủ ở nhà cậu anh. Cô ba, trời ơi, cô nghe tôi nói nè, cái gì mình cũng phải tìm hiểu rõ ràng là mình mới kết luận được chứ. Chưa cái gì hết mà đã phát ngôn tầm bậy tầm bạ. Bộ cứ hễ nghe tiếng gió cái là nói trời có mưa hả? Tôi dẹp anh đi. Đợi anh tìm hiểu, tìm hiểu. Tìm hiểu xong rồi hai người đó có con với nhau luôn chắc. Bây giờ tôi sợ tới nỗi mà tôi không dám kể chị tôi nghe luôn á. Đúng rồi đó. Cô mà nói với chị tôi nghe, chưa cái gì mà đã nói đi ha, là mọi chuyện rối lên cho coi. Vậy chứ bây giờ tôi phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cho hai người đó ung dung cặp kè với nhau, trong khi đó chị tôi phải sống khổ sở ngoài đường vậy hả? Dạ cô ba, cái chuyện gì á mình cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng rồi lúc đó mới đi tìm công lý cho chị của cô được chứ, đúng không? Thôi dẹp anh đi. Bà tức thiệt á, cái con nhỏ Thục Quyên này nó không đơn giản như tôi nghĩ đâu. Bây giờ là cơ hội ngàn vàng để cho nó bước vô chính thức và đường hoàng để thay thế vào chỗ của chị của tôi. Bây giờ chị tôi dọn ra ngoài ở rồi, hàng ngày á nó lấy lý do là đến thăm bà ngoại, chăm sóc cho bà cụ để mà tới đó được cận kề cậu của anh, anh hiểu không? Mà anh không có biết á là chị tôi á sống ở ngoài á cực khổ đến mức độ nào đâu. Anh có thấy cái phòng trọ chỗ chị tôi ở chưa? Chưa. Mang một đời lặng im không nói với ai.
Thương mẹ lắm, thương những nỗi đau trong lòng mẹ mang, khi những đứa con vẫn còn mải mê giữa dòng đời. Ngày mai đón mẹ về, để lòng con ấm áp yêu thương, hạnh phúc mong chờ, dù biết đêm nay dài lắm. Mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong, dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về, mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong, dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về. Mong mẹ.